Suy nghĩ dữ lắm thì coi là sao mà nó đạt hơn nữa, nó ngon hơn nữa, thịt làm sao cho nó thơm hơn nữa vậy đó. Tóm lại là mình cũng suy nghĩ nhiều lắm để mình nâng cao cái chất lượng của mình lên. Nói về thịt thì chỉ có giò heo, còn bò thì nạm, gân, tái, chả đầy đủ hết. Rồi bây giờ chị có thêm một cái món nữa là sụn bò. Xương đổ đây chủ yếu là chị nấu xương nhiều đó. Rồi mình kèm thêm những cái mắm đặc trưng của ngoại nữa nên cái mùi nó cũng có cái mùi đặc trưng. Tên Hằng, chị bán miếng bò em thôi, nhưng mà chị bán cái nhà sau là 4 năm, 6 năm. Bán nó có một buổi thôi, có nghĩa là 10 giờ, 11 giờ chị mới bắt đầu bán, mà 6 giờ chiều chị đã nghỉ rồi. Tới R2, thứ 6 Vĩnh Hội, phường 8, quận 4 là cái đó cái địa chỉ của chị. Nói chung là cái nghề đó ha, chị không từng chọn, chị không suy nghĩ là chị đi trên con đường bán miếng bò. Chị chỉ vô tình là chị gặp được cái cô đó là bên dòng họ, bên chồng chị là người Huế, nhưng mà cái cô đó lại về hưu rồi, cô đó bán 30 mấy năm rồi. Xong rồi chị mới tính là qua hỏi cô cái cách thức nấu bún bò ăn thôi. Nhưng mà về nấu ra thì bà con cũng khen là nấu ngon, thì thành ra chị mới nghĩ tư tưởng là chị sẽ bán, chị sẽ kinh doanh. Mà không ngờ rằng là chị kinh doanh có năm đầu thì nó hơi vắng lắm, một ngày có mấy chục tô, 20 tô thôi. Thì nói về thịt thì chỉ có giò heo, còn bò thì nạm, gân, tái, chả đầy đủ hết. Rồi bây giờ chị có thêm một cái món nữa là sụn bò. Còn nếu mà nói em bé thì tất cả 50 ngàn, 15 ngàn chị đều bán hết. Rồi xong rồi tô đầy đủ, có giò là 40 và tô đặc biệt là 40. Vậy tô đặc biệt của mình là cái gì? Giờ nó có giò nè em, có nạm, có gân, có tái và có hai thứ chả. Nó tất cả là có cái món gì chị cứ bỏ vô món đó là đầy đủ 45. Giò là cũng đã, giò heo là cũng đã 5-6 kg rồi. Ví dụ nạm á, thì cái quy trình nó ít lắm, rồi có cái gân á thì nó lại nhiều hơn. Cái giờ nên tất mình phải tách cái tất cả các nồi ra mình làm riêng, nạm mình làm riêng, rồi gân mình làm riêng, giò heo cũng phải hầm riêng, không có cái nào làm chung như cái nào hết. Và sụn á là phải em hầm đi rồi hầm lại, rồi cỡ 12 tiếng là mình vớt. Nếu là cái sụn là cái mức độ là dài nhất của nó. Chị vẫn xài cái mắm đặc trưng ở ngoài Huế gửi vô. Xương đổ đây chủ yếu là chị nấu xương nhiều đó. Chị hầm xương nhiều là để nó thơm cái mùi xương bò, với lại nó ngọt cái mùi xương. Chị xài gia vị nó bớt lại. Bắt buộc cái món này là phải có ớt sa tế nó mới ngon em ơi. Ăn với ớt khác nó cũng không ngon. Cái đó là cái đặc trưng của nó luôn á, chị nói được. Nhưng mà bắt buộc cái món này là phải có ớt sa tế nó mới ngon, để nó bóp được cái ớt bột ở dưới là cái mắm ruốc á, nó hòa quyện với nhau là em làm, là nó làm thành một cái nước lèo nó rất là ngon. Sinh viên á, mấy em sinh viên của trường Cao Đức Thắng và cũng đông, với lại nhân viên văn phòng nó lại rất là đều, có nghĩa là mấy em mà giới thiệu qua rồi em đó là còn giới thiệu người khác lại nữa, và ăn còn nhiều hơn các em đầu giới thiệu cho chị nữa.